Mến chào quý cô chú anh chị thân yêu trên kênh LTK Bonsai. Chào mừng quý cô chú anh chị trở lại với nhà vườn của chị Thí Ngọc. Thì hôm nay kênh tiếp tục đến giao lưu với cô chú anh chị mình lô cây kiển mới nha. Nhiều mặt hàng ha, lớn nhỏ nhiều dáng thế nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại liên lạc của chị Thí Ngọc thì kênh ghi trên tiêu đề ha. Quý cô chú anh chị mình gọi điện trực tiếp để được hỗ trợ chốt hàng sớm nhất nha. Để không làm mất thời gian quý cô chú anh chị mình gặp chị Thí Ngọc để giao lưu chi tiết hôm nay nha quý cô chú anh chị. Rồi, mến chào cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn Thí Ngọc em có một số cây kiển muốn gửi đến giao lưu tới cô chú anh chị ạ. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938 323 449 ạ. Để không mất thời gian của cô chú anh chị, em xin đi thẳng vào cái số 1 của em ha. Là một cây cần thăng, mình chơi theo phong thủy ha, cần cù thăng tiến. Ký hiệu hôm nay là mã số H ha cô chú anh chị. Giá cao là 37. Tổng tàn là 44 ạ. Phơm tàn đồ gắt là đều hai, dày ha cô chú anh chị. Và cây thần chậu ạ. Các mặt cắt thì em cũng đã chét keo xử lý nó liền rồi ha, nó sành rồi ha. Em đo ở cái cục bú này đi là được 34. Sát xuống hoành đế là được 41. Mã số 1H em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 1,9 triệu có chậu ha. Bên em hoàn toàn là bao ship hết cô chú anh chị. Cây rất là đẹp ha, rất là già cây ạ. Rồi mã số 2 cũng là một cây cần thăng ha cô chú anh chị. Phơm tàn cốt cành rồi rất là già, phơm tàn rồi ấm mịn ha. Mặt cắt thì cũng đã liền thẹo kéo rồi ha cô chú anh chị. Cây thì cũng đã thần chậu. Cây rất là đẹp nha cô chú anh chị ơi. Giá cao là 55. Tổng tàn là 83. Tán ngang là 46 ạ. Cây rất là đẹp ha cô chú anh chị. Điều tàn ấm tàn rồi ha. Cốt cành đồ cũng rất là già rồi ha cô chú anh chị ơi. Cây mình có dáng đổ ha. Rồi em đo tại vị trí này được 37. Ở đây là được 58 ạ. Đường kính bầu là 46. Này chậu xi măng nó bị mẻ rồi em không có ship cho cô chú anh chị ha. Và mã số 2H em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 8,7 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu nha cô chú anh chị ơi. Cây rất là đẹp, rất là già cây ha. Rồi mã số 3 là mai trú thủy ha cô chú anh chị. Rất là già cây thần chậu, bông chùm màu trắng rất là thơm. Giá cao là 28. Tổng tàn là 30. Phơm tàn đồ ấm mịn hết rồi ha cô chú anh chị. Em nghiêng gì cho cô chú anh chị mình thấy dàn xương ở dưới ha. Rất là già cây rồi ha. Rồi tại vị trí này là được 17. Tổng dưới đây là được 25. 3H em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 1,6 triệu có chậu ha cô chú anh chị ơi. Cây rất là đẹp, rất là già cây ha. 4H cũng là mai chú thủy luôn ha cô chú anh chị. Bông chùm màu trắng rất là thơm. Già cây thần chậu. Giá cao là 35. Tổng tàn là được 42. Rất là già cây ha cô chú anh chị ơi. Phơm tàn nó ấm mịn nghe ha. Em nghiêng gì cho cô chú anh chị mình thấy cái dàn xương ở dưới ha. Dạ lên u nặng trơn ha cô chú anh chị. Rồi em đo tại vị trí này là được 25 nè. 4H em xin phép đưa lưu tới cả nhà mình là 2,3 triệu có chậu ạ. 5H cũng là mai chú thủy luôn ha cô chú anh chị. Cây đã thần chậu ha, phơm tàn đồ ấm mịn, cốt cành đồ già ha. Cây này em đã tháo kẽm ra hết rồi ha cô chú anh chị. Giá cao là 26, tổng tàn là 30. Rất là già cây, phơm tàn đồ dày hết rồi ha cô chú anh chị. Rồi em đo tại vị trí ở đây là được 23. 5H em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 3,3 triệu ha, có chậu ha cô chú anh chị ơi. Cây rất đẹp, rất là già cây ha.
phơm tàn đồ ha, ấm mịn hết rồi ha cô chú anh chị. Sáu hắc là một cây linh sam song hình dáng bài, thân nó co lắc rất là đẹp ha cô chú anh chị. Giá cao là 30, tổng tàn là được 75. Cây này đang cho bông rất là nhiều ha, cho nụ rất là nhiều ha cô chú anh chị. Đây nụ cây rất là nhiều. Tán ngang là 48. Cây này đang cho nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị ơi. Thân nó co lắc ha, em nghiêng gì cho cô chú anh chị mình thấy dàn xương ở dưới ha. Về kẽm nào xiết á mình tháo ra giúp em ha. Còn cái thân của nó thì co lắc ha cô chú anh chị. Rất là quái ha. Em đo tổng như đây đi là được 19. 6H em xin phép lưu tới cả nhà mình là 1,6 triệu có chậu. Cây rất là đẹp ha cô chú anh chị. 7H cũng là một cây linh sam song hình, cây này đang cho bông chùm màu tím. Dáng đứng bánh chè ha cô chú anh chị ơi. Phơm tàn như phơm tàn dù vậy ha cô chú anh chị. Giá cao là 52, tổng tàn là 45. Rất là già cây thần chậu ha. Anh đo cái bộ đế sổ của nó ha, là được 27. Tại vị trí này là được 13. Đi xuống đây là được 34. 7H em xin phép đã lưu tới cả nhà mình là 1,2 triệu có chậu ha cô chú anh chị ơi. Rất là già cây, dòm cây rất là quái ha cô chú anh chị. Quà 8H là một cây kim quýt. Cây này nó đang cho trái ha cô chú anh chị ơi. Cây lá thần chậu nha cô chú anh chị. Giá cao là 61, tổng tàn là 83. Ở đây còn một số kẽm em chưa có tháo ra ha cô chú anh chị. Mà cắt thì em cũng đã xử lý rồi, hai chiếc keo nó liền nó sành nó kéo rồi ha cô chú anh chị. Cây nó rất là già cây ha. Tại vị trí này là được 33 nè. Tổng của tổng hoành đế là được 60. 8H em xin phép cho lưu tới cả nhà mình là 4,5 triệu có chậu. Hình cô chú anh chị nào muốn bổ sung thêm hình ảnh kết bạn Zalo với em chụp hình em gửi qua ha cô chú anh chị. 9H cũng là một cây kim quýt. Cây này dáng rất là đẹp, dáng rất là quái ha cô chú anh chị. Phơm tàn độ ấm mịn ha. Đây. Cao là 43. Tổng tàn là 64. Cây này em đã tháo kẽm hết, rất là già cây rồi ha cô chú anh chị. Ở trên cái chỗ này nó có cái mặt cắt em đã chét keo xử lý rồi ha. Nó khô nó sành vậy ha cô chú anh chị. Rồi. Em đo tại vị trí này là được 25 nè. Đường kính bầu là 48. 9H em xin phép Zalo tới cả nhà mình là 5,000,000. Khi đi em xin phép bó bầu ha cô chú anh chị ơi. Mười H là một cây xanh trái ha cô chú anh chị. Giá cao là 31, tổng tàn là 47. Rất là già cây ha cô chú anh chị ơi. Phơm tàn đồ ấm mịn ha. Rồi em đo tại vị trí này là được 16. Em nghiêng như vậy cho cô chú anh chị mình thấy ha. Dàn xương với ha cô chú anh chị. Cốt cành rất là già ha. 10H em xin phép cho lưu tới cả nhà mình là 2,8 triệu có chậu. Hình thức bên em là bao ship ha cô chú anh chị. 11H cũng là một cây xanh trái luôn ạ. Cây đã thừng chậu. Thân rất là co lắc ha, rất là quái ha. Cao là 23.
tổng tàng là 40. Rất là già cây ha cô chú anh chị. Ở dưới đây ha là nó liền luôn nha cô chú anh chị ơi. Ở đây nó có bộ rễ nó ăn liền, ăn sâu xuống đây là cô chú anh chị. Rồi em đo tại vị trí này là được hơn 12 11 khách. Em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 1,7 triệu ạ. Có chậu ha cô chú anh chị. Đây, thân của nó rất là co lắc ha cô chú anh chị. Rất là đẹp ạ. 12H. Cũng là một cây sâm trái luôn ha cô chú anh chị. Dáng đổ ha, dáng thắt đổ ha. Rất là già cây. Giá cao là 53. Tổng tàng đổ là được 44. Dáng đứng bánh tre ha cô chú anh chị. Chỗ này có mặt cắt em cũng đã xử lý rồi ha. Nó khô, nó sành rồi ha. Rồi em đo tại vị trí này được 10 nè cô chú anh chị. Còn sống không quên. Lửa. Rồi 12 thắt em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 2,9 triệu có chậu ha cô chú anh chị ơi. Cây rất là đẹp, rất là lạ ha. 13H là một cây me chua. Thần chậu ha cô chú anh chị ơi. Thân nó rất là co, rất là thân của nó này. Chỗ này nè nó co lắc, nó quắn vô ha cô chú anh chị. Giá cao là 40. Tổng tàng là được 53. Em đo chỗ cái thân co lắc này đi ha, chỗ cục bú này nè. Rất là to ha. 47. Rồi sát xuống đây là được 28. Mã số 13H, em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 2,9 triệu có chậu ạ. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. 14H cũng là mai chiến thủy luôn ha. Cái này là mini mình để bàn ha cô chú anh chị. Cây này đang ra bông màu trắng rất là thơm ha, cây đã thần chậu. Giá cao là 23. Tổng tàng là 38. Cây này em đã tháo kẽm ra rồi ha cô chú anh chị, rất là già cây ha. Đây, dàn xương ở dưới nè cô chú anh chị. Rồi em đo tại vị trí này là được 12. 14H em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 1,4 triệu có chậu. Rồi 15H cũng là một cây mai chúng thủy luôn ha cô chú anh chị. Này mình uống dạng bonsai mini để bàn ha. Bông nó bông chùm lưu thưa rất là đẹp ha cô chú anh chị. Giá cao là 21. Tổng tàng là 39. Cây này em cũng đã tháo kẽm ra hết rồi ha cô chú anh chị ơi. Rồi em xin đo tại vị trí này đi. 17 ạ. 15H em xin phép giao lưu tới cả nhà mình 1,5 triệu có chậu ha, bao ship ha cô chú anh chị. Cây rất đẹp, rất là già cây ha. 16H cũng là mai chứng thủy luôn ha cô chú anh chị. Cây nào cũng có bông hết trơn ha cô chú anh chị. Rất là già cây, thần chậu. Giá cao là 24. Tổng tàng là 38. Rất là già cây cô chú anh chị ơi. Em nghiêng gì cho cô chú anh chị. Mình thấy dàn xương ở dưới ha. Cốt cành thì rất là già rồi ha. Dàn xương ấm mịn ha cô chú anh chị. Rồi anh đo tại vị trí này là được 18 nha. 16H em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 1,7 triệu có chậu. Mười bảy là một cây dúi á cô chú anh chị. 17H là một cây dúi ạ.
Giá cao là 78. Tổng tàng là 72. Mà cắt thì nó cũng đã sành, nó liền thẹo, nó kéo rồi ha. Không còn sợ mục nữa ha cô chú anh chị ơi. Có hai thân, hai chính giữa thì nó liền bệ với nhau ha. Lên đây nó chia ra hai thân ha. Phên tàng thì ấm mịn ha. Cốt cạnh thì rất là già cây rồi ha cô chú anh chị. Em đo một thân đại diện trên đây ha. Dạ là được 22. Tổng hết với đây là được 46. Đường kính bầu là 38. 17H em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 3 triệu khi đi, em xin phép bó bầu ha cô chú anh chị ơi. Mười tám h là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm phơm tàn rất là đẹp ha, cốt cành rất là già cây, phơm tàn ấm mịn ha. Cây này em cũng đã tháo kẽm ra rồi ha cô chú anh chị. Giá cao là 70, tổng tàn là 85. Tán ngang là 74. Rất là già cây rồi ha cô chú anh chị. Bông chùm màu trắng rất là thơm. Rồi em đo tại vị trí dưới đây. Dạ là được 41 nè. Đường kính bầu là 50. Chậu này chậu xi măng em không có ship cho cô chú anh chị ha. Mã số 18H em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 6 triệu ạ. Cây rất đẹp nha cô chú anh chị ơi. Trời nó rớt xuống cái. Ừ. 19H là một cây lộc rừng. Thân co lắc hết của chú anh chị đã thừng chậu ha. Giá cao là 35. Tổng tàng là được 52. Dáng rất thân nó nằm ha, ghê dáng rất là quái ha, đã thừng chậu ha cô chú anh chị. Rồi 19H em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 1 triệu 6 ha cô chú anh chị. Ủng hộ em cô chú anh chị ơi. Cây đó cây 20H là một cây hải châu. Cây này có lết lũa ha cô chú anh chị. Cây gừng. Cây đá thừng chậu ha cô chú anh chị ơi, cao là 35. Tổng tàng là 55. Cây có vết lũa ha cô chú anh chị. Ở đây nên dạ sống khỏe nha, phát triển tốt ha. Cây đá thừng chậu nghe. Đo tổng đi cái bể ở đây đi. Dạ là được 43 nè. 20H. Em xin phép là lưu tới cả nhà mình là 2 triệu 6. Có chậu. Cây này phơm tàn đồ hay là ấm mịn hết rồi ha cô chú anh chị. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là già cây ha. 21H là một cây trang vàng. Cây này đang cho nụ rất là nhiều ha. Phơm tàn đồ ấm mịn hết rồi ha. Cốt cành rất là già. Giá cao là 25. Tổng tàng là 38. Đã thừng chậu ha. Em nghiêng gì cho cô chú anh chị mình thấy dằn xương ở dưới ha. Rồi em đo tại vị trí ở đây là được 16. 21H em xin phép là lưu tới cả nhà mình là 1 triệu rưỡi có chậu.
22H cũng là một cây trang vàng, cây này đang cho bông con nụ rất là nhiều ha cô chú anh chị. Giá cao là 32, tổng tàng là 48. Cây đã thần chậu rất là già cây. Phơm tàng độ ấm mịn, cốt cành rất là già ha cô chú anh chị. Cái độ nứt dãy gồng của nó là cũng biết cây mình nó già như thế nào rồi ha cô chú anh chị. Rồi em đo tổng gì là được 22. 22 thắt em xin phép cho lưu tới cả nhà mình là 2,3 triệu có chậu. Hai mươi ba cũng là một cây mai chiếu thủy luôn ha cô chú anh chị. Cái này là nó liền bệ luôn ha cô chú anh chị, đã thừng chậu rất là già, bông trắng, bông chùm màu trắng rất là đẹp. Giá cao là 27, tổng tàng là 25, rất là già cây ha. Em đo luôn cái bệ dưới đây đi, là 47. 23 em xin phép cho lưu tới cả nhà mình là 1,7 triệu có chậu. Có bao nhiêu ạ? 24 cũng là một cây mai xuống thủy luôn ha cô chú anh chị. Rất là dài cây. Giá cao là 34. Tổng tàng là 35. Lên u nặng hết rồi ha cô chú anh chị. Cây đã thần chậu ha. Rồi em đo tổng dưới đây là được 30 nè. Rất là già cây. 24H em xin phép cho lưu tới cả nhà mình là 3,7 triệu có chậu. Hai mươi lăm h cũng là mai chứng thủy luôn ha cô chú anh chị, nó già lên nu hết trơn rồi ha cô chú anh chị. Giá cao là 54, tổng tàng là 52. Cây này đang cho bông chùm, bông trắng chùm rất là đẹp ha cô chú anh chị ơi. Giờ cái dáng nó dòm rất là đẹp, rất là lạ ha, lên u nặng chừng ha cô chú anh chị. Rồi tại vị trí này là 25 nè cô chú anh chị ơi. 25H em xin phép cho lưu tới cả nhà mình là 4,2 triệu có chậu ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào ưng cây nào muốn bổ sung thêm hình ảnh á, kết bạn Zalo với em chụp hình em gửi qua. 26 cũng là một cây mai chứng thủy luôn ha. Cây này đang cho bông rất là nhiều, bông trắng rất là thơm nè cô chú anh chị. Giá cao là 41, tổng tàng là 64. Cây này dáng bài ha cô chú anh chị. Các mặt cắt thì em cũng đã xử lý ha, nó kéo thẹo nó sành rồi ha cô chú anh chị. Cây này rất là già cây ha. Đây, tổng cái bệ dưới đây là được 35 nè. Hai mươi sáu thắt em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 6,7 triệu có chậu ha cô chú anh chị ơi. Cây ở ngoài rất là đẹp ha. Hai mươi bảy thắt cũng là một cây gừa luôn ha cô chú anh chị, thần chậu phơm tạng độ ấm mịn ha. Cây này em cũng đã tháo kẽm hết rồi nè ha cô chú anh chị. Giá cao là 49, một à, tổng tàng là 95. Cái tàng nó rất là tròn ha cô chú anh chị. Ê, nó già cái nó thồng ghế xuống dòm nó rất đẹp ha. Ở đây nó có hai thân mà nó liền luôn ha cô chú anh chị. Rồi em đo một thân đại diện cho cô chú anh chị mình tham khảo ha.
Tại vị trí này là được 25 nè. Hết 2 thăng luôn là 44. Tổng hoành đế là được 77. Cái này là chậu xi măng này ha cô chú anh chị. 27H em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 4,3 triệu. Em đi là em ship luôn cái chậu xi măng này cho cô chú anh chị ha. Chậu xi măng này ship là nó bị dễ bị bể lắm ha cô chú anh chị. Chảy máu rồi nè. 28H cũng là một cây gừa luôn. Cái này nó rất là to với nặng, em để cái trên cái đôn nó hơi bị nghiêng ha cô chú anh chị. Phơm tàn đồ rất là dày ha, rất là già, cốt cạnh nó to hết rồi ha cô chú anh chị. Như là một con hình thú ha cô chú anh chị ơi. Giá cao là 101. Tổng tàn là 134. Tán ngang là 77. Ở trên lưng là có một cái vết lũa ha. Em đã xử lý kéo thẹo rồi ha. Rồi ở trên đây thì trên đỉnh này thì có mặt cắt đây nè cô chú anh chị. Cũng đã khô kéo thẹo rồi cô chú anh chị mình yên tâm đi ha. Cây đã thừng chậu ha. Dòm nó dưa dòm nó rất là già cây ha cô chú anh chị. Đo tại vị trí này là được 44. Tổng chỗ này là được 82. Em đo hết cái hoành đế con cái hoành đế ha. Hết thuốc dây á cô chú anh chị khoảng 1,5 m. Ở ngoài giờ mới rất là to ha cô chú anh chị. Mã số 28 em xin phép giao lưu tới cả nhà mình là 11 triệu. Khi đi em xin phép bó bầu ha. Chậu xi măng nó rất là nặng, em không có ship chậu cho cô chú anh chị mình ha. Hiện tại em đang ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại của em là 0938 323 449 ạ. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh và cũng như ủng hộ em trong thời gian qua. Hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ.